Chào mừng các anh chị trong câu lạc bộ trí tuệ ưu tú. Chào mừng các anh chị đang xem livestream này. Chào mừng chúng ta quay trở lại với chuỗi livestream bộ công thức bí kíp thu hút tiền bạc, cải thiện sức khỏe và mối quan hệ. Thư người đồng hành cùng các anh chị trong chuỗi livestream này thì xin được tự giới thiệu. Thư, họ tên đầy đủ là Phạm Nữ Minh Thư, là thành viên của câu lạc bộ trí tuệ ưu tú, là thành viên của nhóm học tập E. Các anh chị chúng ta cùng đợi một vài phút để các anh chị em kịp vào tham dự của chúng ta các anh chị ha. Các anh chị hãy tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình, những người thân quen mà các anh chị biết là họ mong muốn và khao khát tìm thấy con đường thành công và giàu có thì hãy tag họ ngay vào phần comment của livestream này các anh chị nha. Thư cũng xin thậm chí là những người bạn, những người quen của mình mà anh chị biết là họ đang mong muốn thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống thì cũng hãy tag họ ngay và vào comment nha. Rồi, Thư cũng xin một vài phút để tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình vào trong phần comment của livestream này các anh chị ơi. Ui, thật là hào hứng, hình như là khoảng 2 ngày rồi tôi chưa gặp các anh chị chúng ta đúng không? Rất là tuyệt vời, hôm nay tôi đã được gặp lại các anh chị và cũng là một cái ngày mở đầu, một cái tuần làm việc mới. Thì chúc cho các anh chị chúng ta thành công, giàu có, hạnh phúc trọn vẹn, năng lượng tràn đầy từ giờ cho tới hết tuần các anh chị nha. Rồi, rất là tuyệt vời. Cảm ơn và biết ơn các anh chị đã có mặt cùng với Thư trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Thì hôm nay các anh chị thấy là giọng của Thư nó đang có một cái sự lạ lạ đúng không ạ? Và Thư cũng đã quyết định là phải gọi là khai phá giới hạn của, phải vượt lên cái giới hạn của bản thân mình anh chị. Giọng của Thư thì đang khỏe, đúng là đang khỏe, nó cũng không có được trong trẻo như là bình thường, nhưng mà không sao các anh chị ơi. Điều này không giúp Thư dừng, điều này không giúp Thư điều này đó là giúp Thư thành công hơn các anh chị. Dù đó là điều Thư không mong muốn các anh chị ha. Rất là tuyệt vời. Rồi buổi sáng hôm nay á, trong nhóm học tập của Thư á, có một chú văn chú tên là chú Dương Văn Khen các anh chị nha. Chú đã ngoài 60 rồi nhưng mà trời ơi, anh chị biết không, khi mà chú lên chia sẻ là còn là hơn Thư luôn nha, năng lượng tràn trề, nghe mà nghe là thấy gọi là một ngày mới là bắt đầu, quá là sung rồi các anh chị, quá tuyệt vời. Thì hôm nay một tuần vừa rồi các anh chị chúng ta có thành công gì, có những cái rút ra được những bài học gì và các anh chị có những cái điều gì làm các anh chị rất là tâm đắc thì anh chị có thể comment phân chat để Thư cùng ăn mừng với các anh chị chúng ta nha. Rất là tuyệt vời các anh chị ha. Rồi, Thư, các anh chị tag xong những người bạn thân yêu của mình chưa, gia đình thân yêu của mình chưa? Ồ, tag xong rồi thì comment số 1 cho Thư thấy nha. Rồi, rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái thói quen thứ hai là gì ạ? Thư nghĩ là các anh chị quá quen rồi đúng không? Đó là đã quyết định chị Hà Thư và các anh chị chúng ta sẽ nhắm mắt lại và nghĩ về cái kết quả mà chúng ta mong muốn khi mà tham gia cái buổi chia sẻ này, đúng không ạ? Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Rồi, chúng ta quay trở lại anh chị, quay trở lại trước màn hình Zoom
gấp thư nha các anh chị nha. Rồi rất là tuyệt vời. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến với những cái buổi câu trả lời, những câu hỏi cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau trả lời đi qua. Và hết hết cái buổi này, ngày mai chúng ta sẽ có một cái buổi rất là tuyệt vời các anh chị nha. Thôi sẽ cùng các anh chị chúng ta cùng nhau đi qua cái gì anh chị, đi qua cái những cái bật mí với các anh chị ha, đó là những cái chìa khóa cốt lõi để giúp cho các anh chị thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào các chị nha, tuyệt vời không ạ? Dạ rồi, chúng mình tiếp tục nha. Rồi câu hỏi một một người bạn gửi tới, đó là nhóm đọc sách, nhóm câu lạc bộ chúng ta đọc sách gì để tăng trí tuệ? Các anh chị bạn này thì phải liên hệ với ngay người bạn của mình ha, nhóm trưởng của mình nha, để mà mình biết mình đọc sách gì tăng trí tuệ cho mình, được không ạ? Rồi cảm ơn câu hỏi này. Tiếp theo, có chị hỏi là bà chị vào Zoom chị chép không kịp, chị có thể xem lại bài học và chép lại được không cái bộ livestream? Bộ livestream chúng anh chị nào chép không kịp á thì có thể xem lại bài học của doanh nhân Thanh Tú, mà các anh chị có thể bắt đầu chép livestream luôn được rồi nha. Liên hệ với người bạn của mình, với nhóm trưởng của mình. Ai chưa có bạn, chưa có người hỗ trợ thì liên hệ ngay với Thư để được hỗ trợ sớm nhất, nhanh nhất, ngắn nhất các anh chị nha. Thì có cái bộ livestream tháng 1 các anh chị ha, đó là bộ công thức 21 ngày đó, giúp các anh chị gia tăng thu nhập dễ dàng, đúng không ạ? Đấy, nếu mà anh chị hãy bắt đầu chép bộ đó luôn rồi, tham gia học Zoom nhưng mà vẫn phải chép livestream. Các anh chị học Zoom thì doanh nhân Miss Thanh Tú nè, hay là các anh chị doanh nhân nhóm trưởng đó, nói rất khá là nói phải nói liên tục mà, và đang làm gọi là live mà. Còn anh chị xem video thì anh chị nghe không kịp đó, anh chị tua lại được. Và ở câu lạc bộ là chép từng câu từng chữ các anh chị nha. Rồi rồi rồi, có một câu hỏi tiếp theo. Rồi rất là cảm ơn câu hỏi này ạ. Thư xin trả lời câu hỏi tiếp theo nha. Cho hỏi là đọc sách nào để hỗ trợ cho sự thành công và giàu có? Quyển nào cũng hỗ trợ hết trơn bạn nha, quyển nào cũng có những cái bộ tư duy đúng, quyển nào thì cũng có bộ tư duy của người thành công hết anh chị ha. Anh chị chúng ta thích, nếu mà thích đốt cháy giai đoạn đó thì theo anh chị nha, để có doanh nhân Thanh Tú, doanh nhân với ta công minh có được cái sự thành công giống như là hôm nay, thì anh chị nghĩ là hai doanh nhân đó đọc một quyển hay là nhiều quyển anh chị? Đọc bao nhiêu quyển ạ? Anh chị đọc nhiều quyển ha, để có một cái bộ livestream, để có một cái chu kỳ livestream mà các anh chị mà doanh nhân Thanh Tú dành ra để chia sẻ chúng ta mỗi ngày ấy nha, mỗi tháng, mỗi mỗi tháng là mỗi chu kỳ, thì để có một bộ livestream như vậy, một bộ là một chu kỳ anh chị ha, để mà anh chị ghi chép và tiền về như thế á, là kiến thức theo anh chị là kiến thức của một quyển hay sao ạ? Nếu như mà chỉ có, nếu mà có cái quỹ như vậy anh chị ha, thì câu lạc bộ chúng ta khuyên các anh chị là mua về đọc đi ạ. Chứ chứ là đâu có cần mà doanh nhân với ta công minh, doanh nhân với thanh tú, các anh chị doanh nhân nhóm trưởng làm Zoom, làm cái buổi chia sẻ cho các chị cộng đồng làm gì, đúng không ạ? Đâu có cần phải đúc kết ở trong cái buổi học, ở trong cái buổi chia sẻ, cái buổi trao giá trị cộng đồng làm gì đâu, đúng không ạ? Các anh chị mua đại quyển đó về đọc luôn, đúng không? Bây giờ mình học nhóm, mua cái quyển đó về, xong rồi chúng ta cùng nhau đọc, cùng nhau thành công, đâu mà. Cái quyển đó thì vậy, cái quyển nào mà chứa 30 ngày ứng dụng luật dẫn sức mạnh tiềm thức thành công thì mình mua mình học anh chị ha. Và anh chị nói có sách nào 21 ngày đúc kết, 21 ngày những gì mà doanh nhân Thanh Tú chúng ta chia sẻ trong từ những cái chu kỳ vừa qua mà, có quyển sách nào không anh ạ? Anh chị giúp Thư đi. Thư mua về, Thư giới thiệu cho câu lạc bộ mua, rồi các anh chị giúp chúng ta cùng nhau mua về ha. Để thì các doanh nhân á có nhiều thời gian đi kinh doanh hơn, không cần phải Zoom anh chị, không cần gặp, chúng ta cũng không cần gặp nhau.
À, chia sẻ thành công luôn. Có quỹ nào không ạ? Thì nếu như mà anh chị chúng ta để ý ha, những cái quyển sách mà chúng ta đọc đó, mỗi quyển sách chúng ta đọc nó đều nằm ở trong bộ livestream. Những quyển sách cơ bản mà doanh nhân Thanh Tú và câu lạc bộ chúng ta cùng nhau phân tích mỗi ngày buổi sáng các anh chị ha, nó đều nằm ở trong bộ livestream của doanh nhân Thanh Tú hết. Đặc biệt là trong câu lạc bộ thì không phải là không, nếu không một phần không một nửa thì cũng 2/3, không 2/3 thì cũng là 1/4. À, và lấy ra mỗi đoạn một chút một chút ở trong những quyển sách của những người giàu, những quyển sách mà câu lạc bộ giới thiệu cho anh chị đọc, đúng không ạ? Để mà mình đúc kết được kết quả nhanh nhất, ngắn nhất, dễ dàng nhất. Chứ để nói là thành công đó các anh chị ha, là một hành trình, không ạ? Là một hành trình anh chị ha. À, nếu như mà có, nó là cả một hành trình, không phải là một quyển sách đâu anh chị ha. Nên anh chị hỏi cái câu đó thì khả năng cao là không có xin, lười á, đúng, lười lắm đúng không? Lười đọc và lười chép nè, chăm chỉ lên nha. À, có nhiều anh chị là hỏi doanh nhân ơi, à, nhã vía thành công cho chị với, nhã vía để mua đồng hồ Rolex cho chị với. À, nhiều 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 anh chị nói với doanh nhân với Thanh Tú như thế các anh chị, thì hay là nói với kênh đấy, nói với kênh chị, nói với Thanh Tú như thế thì anh chị biết không ạ? Miss Thanh Tú. Và ở đây thì các anh chị không chỉ là Miss Thanh Tú mà các chị doanh nhân cho câu lạc bộ, anh chị doanh nhân nhóm trưởng nhân câu lạc bộ có một cái vía mong muốn nhã cho các anh chị ha, mà cái vía này là anh chị phải làm sao á anh chị mới được tặng nha, là các anh chị giàu có cái vía này là anh chị giàu, đó là vía làm xiên anh chị ha. Một cái vía này thì thấy đa số các anh chị mới đến với câu lạc bộ là nhẹ, rất là nhẹ, nhẹ quá trời nhẹ luôn anh chị ha. Rồi cái nhẹ nổi thổi cái là bay mất tiêu luôn các anh chị, mất hút luôn ha. Rồi giống như là một vài câu rủ rê là đi chơi không, đi ăn không, coi phim không, thôi hôm nay nghỉ một bữa đi, cái vía là nó bay luôn các anh chị ha, nhẹ tựa lông hồng bay luôn. Bây giờ các anh chị ví anh chị mà làm xiên á, mà nó dính chặt luôn người anh chị á nha, dính chặt người mình luôn nha, thì cái ví này nó mới giúp cho các anh chị có được những cái thành tựu như những người thành công, được không anh chị ơi? Nha, ví làm xiên nghĩa là chứ sao mà hỏi là có quyển sách nào đọc mà thành công luôn không em? Vâng, nếu như mà có thì à, câu lạc bộ bảo các anh chị đọc luôn rồi, cần chi phải vào các buổi chia sẻ cộng đồng, các buổi trao giá trị cộng đồng cho câu lạc bộ nữa, đúng không ạ? Miss Thanh Tú ra là phải dành thời gian để chia sẻ trao giá trị cho các anh chị, các doanh nhân cũng vậy. À, quanh năm suốt tháng làm các buổi chia sẻ 365 ngày, đúng không ạ? Trường mấy ngày nghỉ cho là 300 ngày đi, thì 3 năm là 1.000 ngày rồi anh chị ha. Mà đâu phải là một buổi Zoom đâu. Miss Thanh Tú chúng ta là Zoom trao giá trị cộng đồng 19:30 đúng không? Và có một và còn làm buổi sáng nữa các anh chị ha, để cùng phân tích sách với các anh chị chúng ta, giúp cho các anh chị chúng ta tăng cái óc quan sát và cái khả năng phân tích, cái sự nhạy bén não bộ nó tăng lên, đúng không? Nhiều khi là Hư vừa nhìn Hư cũng rất là ngưỡng mộ doanh nhân Miss Thanh Tú, rất là kỷ luật luôn đó các anh chị, rất là kỷ luật anh chị ha. Thật sự là từ thứ hai đến thứ sáu là và không thời gian thứ bảy nữa, 19:30 đến 21:15 là cái khung thời gian rất nhiều cám dỗ, đúng không ạ? Sinh nhật, đám cưới, tiệc tùng, đi chơi vân vân, thậm chí là lâu lâu là còn đang nghỉ bữa học cả tuần rồi, lâu lâu giải trí bữa, anh chị có thể tắt cam, anh chị có thể vào Zoom, đúng không? Hôm sau anh chị xem lại. Còn doanh nhân với sinh đấu chúng ta nè, các anh chị doanh nhân nhóm trưởng thì phải chia sẻ, không vào để ai nói đâu, đúng không? Bao nhiêu con người đang chờ, đúng không ạ? Các anh chị nào đâu phải mở cam mà, các anh chị nào mà học các buổi Zoom trong câu lạc bộ mà tắt cam từ đầu tới cuối không ạ? Hay là học buổi Zoom cũng với Thanh Tú mà họ thấy với Thanh Tú nói chuyện màn hình đen 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 từ đầu tới cuối không anh chị? Không có đâu, với Thanh Tú chỉ có một ngày chủ nhật thôi là cái buổi mà dành thời gian cho bản thân, hầu hết những ngày còn lại là dành cho các anh chị chúng ta ở đây nè.
đúng không ạ? Phải bắt đầu là sau 9:30 thì các anh chị doanh nhân hay là cũng như doanh nhân với thanh tú sẽ làm những cái bước tiếp theo. Và cái giá trị mà doanh nhân với thanh tú trao đi thì bằng với giá trị mà Miss Thanh Tú nhận lại, cho nên là cái kết quả Miss Thanh Tú nhận được là xứng đáng các anh chị ha. Anh chị à, có những anh chị nói là Miss Thanh Tú may mắn quá, thì thật ra là không phải vậy đâu các anh chị ha. Nếu như mà chị nói thế á à, thì nó hơi phiến diện. Những anh chị nào mà nói vậy thì hơi phiến diện, Miss Thanh Tú không có may mắn đâu ạ. À, may mắn thì nó chỉ chiếm 1% thôi, 99% còn lại nó sẽ đến từ sự nỗ lực người ta. Anh chị, nhiều người tắt cam đúng không ạ, học từ A đến Z luôn, nhưng mà Miss Thanh Tú tắt cam. Nếu mà Miss Thanh Tú đang chia sẻ mà tắt cam để cái màn hình đang trưng lên vậy á, nhưng mà chỉ có giọng nói thôi và tắt cam, thì hiện tại thì anh chị nghĩ là có ai muốn học không? Đúng không ạ? Vừa tắt cam vừa làm zoom, các anh chị nghĩ sao ạ? Nên là các anh chị thấy là câu lạc bộ chúng ta, các anh chị doanh nhân câu lạc bộ chúng ta thì sống rất là đúng với các quy luật của vũ trụ luôn á các anh chị nha. Thì doanh nhân mới thanh tú á, cũng phải say no với những cái lời mời gọi ở cái khung thời gian đó để mà sắp xếp, để mà gọi là có mặt ở trên các buổi trao giá trị cộng đồng từ thứ hai cho tới thứ bảy hàng tuần, hàng ngày thứ hai đến thứ bảy, mỗi ngày như vậy đó các anh chị ha. Đấy, để mà giúp cho các anh chị nhận thay đổi một cái điều gì đó trong cuộc sống của anh chị ha, giúp cho cái cuộc sống của anh chị tốt lên, đúng không? Thì mới thanh tú phải ngồi tại nhà rồi có tủ nè, đèn phải sáng đúng không mà, tắt đèn thì đâu có thấy được cái gì đâu đúng không anh chị ơi? Nếu mà mới thanh tú chia sẻ với các anh chị mà không có ánh sáng đủ thì cũng sẽ ảnh hưởng đến trường năng lượng của các anh chị đúng không mà, rồi phải mặc đồ lịch sự nên nghiêm gặp các anh chị đúng không mà. Các anh chị ngồi học tắt cam thì không sao đúng không, nhưng mà Miss Thanh Tú là cái người host phòng Zoom đâu có tắt cam được đúng không ạ? Người speaker, người chia sẻ chính ở trong phòng Zoom thì sao mà tắt cam được các anh chị đúng không? Cho nên là nó, cái việc này nó đến từ sự kỷ luật, sự kỷ luật anh chị, rất là kỷ luật anh chị nha. Anh chị phải hiểu là thành công nó đến từ sự nỗ lực, cho đi cống hiến bằng giá trị của mình, chứ không có gì tự nhiên mà có đâu anh chị nha. Là những gì mà Miss Thanh Tú, doanh nhân Mr. Công Minh, anh doanh nhân Công Minh, các anh chị doanh nhân nhóm trưởng mà đạt được, hay là bất kỳ ai mà đạt được cái kết quả các anh chị thì đều là xứng đáng ha. Và rất là biết ơn những cái, chúng ta hãy biết ơn những cái nguồn lực đến với cái cuộc đời của mình để giúp cho chúng ta trưởng thành hơn, và cũng như là những mà những người thầy thành công, cái quý nhân giúp cho chúng ta đạt được kết quả đúng không? Mà Miss Thanh Tú thì rất là luôn luôn nhớ lý do là vì sao mình thành công các anh chị nha. Đấy, thấy Miss Thanh Tú là rất là nhớ đến những cái quý nhân, những nguồn lực đã giúp cho Miss Thanh Tú đạt được những cái mục tiêu cho năm 2023. Thì các anh chị biết không, một mình thì không thể tạo nên mùa xuân được đúng không? Một con chim én đâu có tạo nên mùa xuân đâu các anh chị. Rồi, câu hỏi tiếp theo các anh chị ha. Thì các anh chị nhã viết, không có nhiêu viết thành công mà là nhã viết chăm chỉ. Rồi, như anh chị, nên là các anh chị nào mà có một cái câu hỏi như vậy đúng không, có quyển sách nào đọc là thành công luôn không em, thì nó thì là thật là nghe câu hỏi như vậy là các anh chị doanh nhân nhóm chủ nhà mình sẽ biết ngay là các anh chị là đang là những người chăm chỉ dần lên á, thì mình phải cần thay tinh thay đổi lại cái điều đó. Nếu một mình thì chưa dễ đâu các anh chị à, hãy cho phép mình vào trong môi trường câu lạc bộ có những con người chăm chỉ rồi
để anh chị được truyền cảm hứng mỗi ngày, rồi một thời gian nữa anh chị cũng được nhiễm từ từ họ, đúng không ạ? Thôi rất là chúc phúc cho anh nha, để mà anh thành công và làm gương cho gia đình của mình, cho người thân của mình, được không ạ? Rồi ồ, có một chị có nhiều anh chị trong câu lạc bộ mình nó thời gian không có dư dả đâu các anh chị ha, nhưng mà anh chị ấy sắp xếp để có thời gian chép livestream. Các anh chị chép được bao nhiêu là chép, cứ chép thôi à, có đi là có đến. Bây giờ chúng ta đừng vì lý do chúng ta không có thời gian để biện minh cho cái việc mà mình không chép livestream, đó là tại sao mà chúng ta vẫn chưa thành công đó các anh chị. À, anh chị nào có con chắc là người khác anh chị nào nói là do con, chị có con như thế này ừ. Đâu phải có mình anh chị có con đâu, đúng không? Rồi có những anh chị nói là anh chị có công việc thì người khác cũng có công việc, mà anh chị một công việc thì người khác không lẽ không có công việc nào sao, đúng không ạ? Cho nên là các anh chị phải hiểu được rằng thành công nó đến từ sự nỗ lực, rèn luyện, đầu tư thời gian và công sức, tiền bạc nữa của từng người nha. Nên là hãy sắp xếp thời gian đi ạ. À, rồi câu hỏi nha, thưa tiếp nha. Công thức bán bất động sản xong rồi à, chị ứng dụng công thức bán bất động sản xong rồi, có người hỏi để cho xem, nhưng mà họ xem họ thấy là họ thấy rồi mà họ không có thấy họ quay lại thì làm như thế nào, thì phải tập trung vào nguồn lực tiếp theo. Còn nếu như người ta hỏi hỏi mà người ta chưa có mua thì đơn giản một điều gì đó mà các anh chị mà chúng ta chưa biết, một cái điều mà ở bên trong anh chị đang có cái niềm tin giới hạn, hãy thực hành và biết ơn anh chị nha. À, có một cái bài biết ơn đối với tài sản, với số tiền, với bất động sản, thì thực hành lòng biết ơn mỗi ngày nha. Và thứ nhất là có một chị á ở trong câu lạc bộ ứng dụng biết đến điều thứ 72 là đã bán được rồi, thì chị có thể tham khảo thêm. Và ở đây lưu ý nha, tin thì dùng, không tin thì đừng dùng, đúng không ạ? Rồi rồi các anh chị à, còn cũng khá là nhiều câu hỏi không. Có một người đặt câu hỏi, có một bạn hỏi là doanh nhân nghĩ sao đánh giá về nghề huấn luyện viên cuộc sống. À, đây không phải là đánh giá nghề nghiệp, đây là cái buổi chia sẻ, không phải là buổi chia sẻ đánh giá nghề nghiệp. À, đừng hỏi, chúng ta không hỏi những câu hỏi như thế này các anh chị ha. À, và cái người bạn này mong muốn có câu trả lời thì vào nhóm rèn luyện ha, sẽ được à, để các anh chị doanh nhân nhóm trưởng nè, Miss Thanh Tú nè, doanh nhân Thanh Tú, doanh nhân Công Minh sẽ có thể tham vấn và đưa ra những cái chiến lược hay là định hướng, được không ạ? Hỏi câu này thì sẽ câu này thì là câu hỏi nhạy cảm chị ha, câu hỏi có thể được kiếm được rất là nhiều tiền, không có nói nếu như mà bạn thật sự khao khát thì hãy hỏi trưởng nhóm của mình để mà tham gia nhóm rèn luyện. Chứ ở đây thì là Zoom cộng đồng, nói như nói chung thì nó hơi đụng chạm nha, cái này cái kia không 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 phù hợp lắm khi hỏi câu này ở đây. À, để không có làm ảnh hưởng đến ai, được không ạ? Ừ, mất công là người này người kia nghĩ là không thích, người ta sẽ nghĩ là câu lạc bộ lôi kéo, là câu lạc bộ thì sẽ không chia sẻ bất cứ một ngành nghề nào cả các anh chị ha. Các anh chị doanh nhân nhóm trưởng thì chỉ chia sẻ cách ứng dụng, những cách ứng dụng về luật hấp dẫn, sức mạnh tiềm thức thôi. À, một khi anh chị nào mà vào nhóm rèn luyện thì đó là một nhóm kín dành cho những anh chị thân thiết, thì khi đó Miss Thanh Tú, anh doanh nhân Thanh Tú, anh doanh nhân Công Minh sẽ chia sẻ cho các anh chị nhiều hơn, và cũng như là có những cái định hướng giúp cho các anh chị phát triển nha, đạt cái kết quả mong muốn ở trong tương lai. À, mà nó còn có thể phát triển, còn nếu như mà không thì sẽ chuyển hướng anh chị nha.
Làm thế nào để có cái bức rồi câu hỏi tiếp theo, làm thế nào để có bức tranh cho thuê cửa hàng ạ? À, mình lên Google mình tải anh chị nha. À, hay là chị ra mấy cái cửa hàng mà người ta đăng bản thuê á, chị chụp. À, rồi, rất là cảm ơn câu hỏi này. Câu hỏi tiếp theo, sống gần những cái người không tích cực thì mình phải làm sao? Dạ vâng, mình né đi ạ. Nếu là người thân thì mình ít gặp lại, hạn chế gặp. Nếu là bạn bè thì mình có xì đi ạ. Nếu mà mình gặp những cái người mà họ than thở 36 kế chạy là gần sách, nếu là người thân của mình thì các anh chị hãy chúc phúc cho họ được, đừng khiển trách, à, hãy chúc phúc cho họ có một cái cuộc sống thành công vui vẻ hạnh phúc khỏe mạnh, đúng không ạ? Ví dụ nha, doanh nhân Mỹ Thanh Tú á, các anh chị hả, thường á người thân của Mỹ Thanh Tú á, cũng như thế, mà nếu mà như thế á thì Mỹ Thanh Tú luôn nói là khi mà gặp họ, nếu mà chỉ nói chuyện câu chuyện vui thôi, nếu mà thấy họ than á thì Mỹ Thanh Tú sẽ qua chỗ khác ngồi, à hoặc là nói là có việc bận hay là phải ra ngoài. Để, tại vì các anh chị chúng ta phải bảo vệ, học học theo doanh nhân Mỹ Thanh Tú nha, bảo vệ mình phải bảo vệ chính mình chứ, đúng không ạ? Bây giờ mình ngồi kế cái thùng rác rồi mà các anh chị cứ nói là chị sống kế cái bãi rác nhưng mà chị không có bị ảnh hưởng đâu, chị không có đâu, sống gần mà không bị ảnh hưởng. Thậm chí là các anh chị cầm cái túi rác mà anh chị để ra xa, đúng không? Chị cầm cái túi rác anh chị để ra xa xa vài mét luôn thì nó vẫn không có được thơm đâu các anh chị nha, được không ạ? Rồi, tại vì các anh chị mà nói điều gì nhiều á thì anh chị sẽ bị cái điều đó thôi. Nghĩa là tại sao mình kinh doanh sản phẩm, như anh chị kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng tư vấn cho khách hàng xong rồi lại chưa khỏe luôn, giống như là bán bảo hiểm á. Nói ở đây thì không có đụng chạm nha. Sự thật là những anh chị mà làm về ngành bảo hiểm, anh chị nói cái gì nhiều á, là người ta bị thế này thế kia á, thì được đền bù này nọ. Là các anh chị nhìn lại đi, mình và người thân của mình á, là đang là những cái người bị nhiều nhất luôn. Thì nó sẽ có nhiều, nhiều anh chị hỏi là thế tại sao á, người kinh doanh về dinh dưỡng nhưng mà vẫn thấy họ khỏe? Dạ vâng anh chị, là họ tập trung vào để nói, họ không có tập trung vào để nói về bệnh triệu chứng này triệu chứng kia, họ tập trung nói về cái chế độ, cái lối sống, cách ăn lành mạnh, kiểm soát cân nặng, chứ không bao giờ họ nói về uống cái này sẽ cải thiện cái kia, cải thiện cái nọ, cơ mà. Rồi hay là kiểu là chị bị đau bao tử hả, chị bị nóng trong người hả, chị bị bla 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 hả, chị dùng cái này nè để nó điều trị cái kia anh chị nha, chỉ sử dụng một thời gian thôi thì nó sẽ hoàn thiện đấy. Có nhiều người cái cách chia bán, cái cách gọi là chia sẻ cái sản phẩm dịch vụ mà lại là như thế. Thì các anh chị ơi, tiềm thức của các anh chị nghe nhiều á thì nó cũng không biết là ai đang nói đâu ạ. À, anh chị ok, anh chị say yes, anh chị đồng ý là cho thì nó cho thêm thôi, đúng không ạ? Rồi thì đó chính là những cái câu hỏi cần giải đáp, cần mà Thư giải đáp, Thư lựa ra và giải đáp ở trong những cái buổi chia sẻ của mọi người. Những câu hỏi còn lại thì sẽ hẹn các anh chị ở trong một cái buổi khác gần nhất, đúng không ạ? Rồi mỗi anh chị ở đây thì chúng ta đều có được những người bạn đồng hành của mình, quý vị nhóm chủ của mình hãy đồng hành và theo sát chủ nhóm của mình, được không ạ? Anh chị nào chưa có thì hãy liên hệ với Thư để được hỗ trợ. Rồi để mà anh chị hãy tham gia các buổi Zoom của câu lạc bộ anh chị nha, và hãy ghi chép livestream đi ạ. Tất cả những câu hỏi các anh chị mà hỏi Thư trong những cái series vừa rồi đó, nó đều nằm ở trong cái bộ livestream hết. Anh chị muốn chép livestream, tham gia Zoom và đồng hành cùng, hãy đồng hành cùng người bạn của mình, à như anh chị chủ nhóm của mình, để mình có được cái câu trả lời đúng nhất, tốt nhất, giúp cho mình có kết quả nhanh nhất, trong chính cái mục tiêu của mình anh chị nha. Và cách mà nhanh hơn anh chị là chúng ta hãy tham gia vào nhóm này, nhân xuất chúng để chúng ta gì ạ,
nhanh hơn, học sớm để bứt phá sớm anh chị nha. Rồi rất là cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng Thư trong cái buổi chia sẻ này các anh chị. Rồi, rất là tuyệt vời, cảm ơn và biết ơn các anh chị. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị vào buổi chia sẻ tiếp theo. Xin chào.